24 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Nam đã có báo cáo nhanh tình hình mưa lũ. Từ đêm ngày 22 đến ngày 24 tháng 10, các địa phương trong tỉnh chịu ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp đới gió đông trên cao nên xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng, ngập lũ nhiều nơi. Đến chiều nay, mực nước trên sông Tam Kỳ đang dao động ở mức trên báo động 3. Trên lưu vực sông Thu Bồn đang dao động ở mức dưới báo động 2. Tính đến 17 giờ chiều nay, đợt mưa lũ đã khiến 5.373 nhà bị ngập, trong đó huyện Núi Thành 1.592 nhà bị ngập từ 0,5 đến 0,7 mét, thành phố Tam Kỳ 1.235 nhà bị ngập từ 0,3 đến 1,2 mét, thành phố Hội An 785 nhà bị ngập sâu từ 0,1 đến 0,5 mét, huyện Thăng Bình 710 nhà bị ngập từ 0,3 đến 1,2 mét. Tổng số dân sơ tán trên địa bàn tỉnh là 779 hộ với 2.535 nhân khẩu. Trong đó, thành phố Tam Kỳ 22 hộ với 57 khẩu, huyện Phú Ninh sơ tán xen ghép 533 hộ với 1.803 khẩu, sơ tán tập trung 8 hộ với 62 nhân khẩu, huyện Quế Sơn sơ tán xen ghép 204 hộ, 546 khẩu, di dời tập trung 12 hộ, 17 nhân khẩu. Mưa lũ cũng khiến anh Nguyễn Thanh Dương, 36 tuổi, trú tại xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, nghi bị mất tích tại cầu Ông Hiền trên quốc lộ 1 gần ngã ba Kỳ Lý, xã Tam Đàn, huyện Phú Ninh, đoạn này bị ngập lũ. Mưa lớn cũng khiến ba nhà ở huyện Bắc Trà My bị sạt lở đất vào khu vực nhà bếp. Huyện Núi Thành có hai nhà bị sạt lở đất vào nhà. Huyện Phú Ninh lở đất làm sập nhà dưới của hai hộ gia đình. Đợt mưa lũ cũng làm 97 ha hoa màu, rau màu bị hư hỏng, 150 ha diện tích đất nuôi trồng thủy sản bị sạt lở và 2,5 ha ao nuôi trồng thủy sản bị ngập ở huyện Núi Thành. Chuyển sang một thông tin liên quan đến tình hình thiên tai nước ta thời gian này. Ngày hôm nay, Thủ tướng đã có công điện gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai cùng các bộ ngành liên quan và địa phương từ Quảng Bình đến Bình Định về việc chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền Trung những ngày tới. Công điện nêu rõ, những ngày vừa qua, Trung Bộ và Tây Nguyên đã xuất hiện mưa lớn gây lũ, ngập lụt, sạt lở đất cục bộ tại một số địa phương, làm một số người bị chết, mất tích. Thủ tướng chia sẻ với khó khăn, mất mát của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai, gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 23 đến ngày 25 tháng 10, mưa lớn diện rộng tiếp diễn ở khu vực từ Quảng Bình đến Phú Yên. Tại Quảng Trị đến Quảng Ngãi, tổng lượng mưa có thể đạt 200-380mm, có nơi trên 430mm. Đến ngày 27 tháng 10, áp thấp nhiệt đới hoặc bão tiếp tục ảnh hưởng đến miền Trung. Đây là khu vực vừa trải qua mưa lớn, đất bão hòa nước, nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Để chủ động ứng phó với mưa lũ, nhất là lũ quét, sạt lở đất, hạn chế thiệt hại về tính mạng của người dân, Thủ tướng yêu cầu các tỉnh, thành phố liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua, tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình có người bị thiệt mạng, gia đình chính sách. Lực lượng chức năng cần tìm kiếm những người còn mất tích, cứu trợ khẩn cấp lương thực, nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà, không để người dân bị đói rét. Các đơn vị được yêu cầu chủ động rà soát phương án, sẵn sàng huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại khu vực không bảo đảm an toàn, nhất là nơi có thể xảy ra ngập sâu, chia cắt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, khu vực đã xảy ra mưa lớn vừa qua và đã xảy ra sạt lở đất năm 2020. Thủ tướng lưu ý việc bảo đảm công tác phòng chống dịch COVID-19 tại nơi sơ tán, hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho người dân. Bộ, ngành, địa phương cần cử lực lượng hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ, triển khai lực lượng kiểm soát, hướng dẫn, hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn, tuyến đường bị ngập sâu, hướng dẫn người dân dự trữ lương thực, nhu yếu phẩm thiết yếu để phòng mưa lũ gây ngập úng, chia cắt kéo dài. Các địa phương cũng được yêu cầu khắc phục nhanh sự cố do đợt mưa lũ vừa qua, triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn, đặc biệt đối với các hồ đập xung yếu đã đầy nước. Lực lượng, phương tiện, vật tư phải được chủ động để bố trí tại địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ, không để bị động bất ngờ. Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai, tính đến hết ngày 22 tháng 10, mưa lũ ở các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Bình Thuận đã khiến 2 người chết, 5 nhà hư hỏng, 4 nhà tốc mái. Một số tuyến đường ở Quảng Bình và Thừa Thiên Huế bị sụt lún, hư hỏng. Chiều nay ngày 24 tháng 10, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông khu vực giữa và Nam Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Lúc 16 giờ, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới cách đảo Song Tử Tây khoảng 220 km về phía đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, từ 40 đến 50 km/h, giật cấp 8.
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10 đến 15 km và có khả năng mạnh thêm. Đến 16 giờ ngày mai, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới trên vùng biển phía Tây Bắc quần đảo Trường Sa, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, cấp 7, từ 40 đến 60 km/h, giật cấp 9. Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến chiều ngày 26 tháng 10, vị trí tâm bão trên vùng biển Bình Định đến Bình Thuận, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, từ 60 đến 75 km/h, giật cấp 10. Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 đến 15 km. Trên giữa khu vực Biển Đông, bao gồm vùng biển phía Bắc quần đảo Trường Sa có gió mạnh cấp 6, sau tăng lên cấp 7, giật cấp 9, sóng biển cao từ 2 đến 3 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa và vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, sóng biển cao từ 2 đến 4 mét, biển động. Ngoài ra, khu vực giữa và Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Khánh Hòa có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió mạnh. Ngay khi thành phố Hà Nội đồng ý mở lại hoạt động vận tải xe khách liên tỉnh, tại các bến xe hoạt động đón trả khách diễn ra nhộn nhịp. Thay vì dừng đổ đón trả khách tại các tuyến đường xung quanh bến xe Mỹ Đình, sáng ngày 23 tháng 10 xe khách chạy đến tuyến Tuyên Quang, Cao Bằng, Hà Giang đã vào bến xe Mỹ Đình dừng đổ đón khách. Đại diện nhà xe Tám Nghĩa chạy tuyến Mỹ Đình, Cao Bằng cho biết, sau khi Sở Giao thông Vận tải có văn bản số 4817 gửi đến các bến và doanh nghiệp vận tải, họ đã chạy 100% tuần suất lượt chuyến. Trong sáng ngày 23 tháng 10 tại bến xe Mỹ Đình, lãnh đạo bến xe cho biết hiện đã có hơn 10 tuyến xe khách liên tỉnh, trong đó các tuyến Quảng Ninh, Cao Bằng, Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Phú Thọ, Vĩnh Phúc v.v. đến bến hoạt động. Đại diện công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, đơn vị đang căn cứ vào văn bản hướng dẫn số 4817 trên Sở Giao thông Vận tải gạch QLVT của Sở Giao thông Vận tải để cho các bến xe hoạt động trở lại. Đại diện công ty cổ phần Bến xe Hà Nội cho biết, theo thông báo của văn bản trên thì các bến xe Hà Nội thuộc vùng xanh hoạt động bình thường và không hạn chế tiếp nhận các lượt xe đã có biểu đồ hoạt động tại Hà Nội. Sau 3 tháng dừng hoạt động từ ngày 13 đến ngày 20 tháng 10, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội có văn bản cho phép xe khách liên tỉnh hoạt động thí điểm với 5% lượt chuyến và chở khách 50% số ghế trên xe. Đến ngày 20 tháng 10 vừa qua, Sở Giao thông Vận tải có văn bản số 4816 trên Sở Giao thông Vận tải gạch QLVT đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho phép xe khách liên tỉnh và xe buýt kế cận hoạt động 10-20% lượt chuyến. Tuy nhiên, cũng trong ngày 20 tháng 10, lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục ký văn bản số 4817 trên Sở Giao thông Vận tải gạch QLVT ra sau văn bản 4816 gửi các bến xe, trung tâm quản lý và doanh nghiệp vận tải thông báo. Vận tải xe khách liên tỉnh được phép hoạt động theo quyết định số 1812 của Bộ Giao thông Vận tải. Cụ thể quyết định này nêu, tổ chức hoạt động vận tải hành khách với tần suất bình thường. Cùng với đó, văn bản của Sở Giao thông Vận tải trích dẫn cũng nêu rõ, hành khách tại Hà Nội và các tỉnh tại vùng 123 đi và đến Hà Nội không phải test COVID-19.